Cư dân sống tại vùng Mayo Manila ngày 13 tháng 11 trở về nhà để bắt đầu dọn dẹp những đống đổ nát do bão Vamco gây ra. Đường phố đầy bùn, nhà cửa chìm trong nước lụt và không có điện. Có nhất 39 người chết khi bão Vamco thổi qua đảo Luzon ngày 11 tháng 11. Hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong nước vì trận bão gây nên lũ lụt tệ hại nhất trong nhiều năm qua tại thủ đô Manila. Hôm 13 tháng 11, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn còn tiếp diễn. Vamco là trận bão thứ 8 ập vào Philippines trong vòng 2 tháng và gây thêm căng thẳng cho một chính phủ vốn đã phải đối phó với virus corona và suy thoái kinh tế. Tại Luzon, học sinh học online, công chức nhà nước tạm nghỉ. Hôm 13 tháng 11, bão tiến đến miền Trung Việt Nam, vốn là nơi hiện cũng đang chịu nhiều thiệt hại vì lũ lụt và đất chuồi. Có ít nhất 160 người thiệt mạng tại Việt Nam kể từ đầu tháng 10.